Hi, xin chào các bạn. Chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả và thành công. InScape là một ứng dụng đồ họa vector hoàn toàn miễn phí. Các thao tác thiết kế thì rất là đơn giản, nhưng cho hiệu quả rất là cao. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục chia sẻ kiến thức cơ bản về InScape. Trong các thiết kế đồ họa, chúng ta thường có nhu cầu sử dụng các hoa văn để trang trí vào sản phẩm. Đặc biệt, các sản phẩm cho ngày Tết cổ truyền. Trong video này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thiết kế các cái hoa văn dùng để trang trí trong các cái dịp lễ Tết. Ở đây thì mình có 3 mẫu thiết kế thường được sử dụng trang trí trong các cái dịp Tết cổ truyền của chúng ta. Thì dựa vào cái cách mình hướng dẫn sau đây thì các bạn có thể tự thiết kế các cái mẫu hoa văn. Các bạn sẽ vào File, chọn New. Chúng ta sẽ đi thiết lập cái môi trường thiết kế. Ở đây chúng ta sẽ vào Object. Chúng ta sẽ sử dụng nhóm công cụ Finance Store. Tiếp theo là chúng ta sẽ vào File, chọn Document Property. Ở đây mình sẽ lựa chọn cái đơn vị thiết kế của chúng ta, đó là Pixel. Ở đây chúng ta có thể thay đổi độ rộng cũng như chiều cao của thiết kế. Các bạn vào View, chúng ta vào mục số 2, chúng ta mở hết tất cả các cái nút công cụ lên. Tiếp theo các bạn sẽ vào Zoom to 1.1. Đầu tiên chúng ta sẽ đi thiết kế cái mẫu hoa văn này. Chúng ta sẽ lựa chọn công cụ Draw Fill Highlight. Chúng ta sẽ chọn chế độ đầu tiên này, đó là Benzene Bath. Sáp chúng ta chọn Nudge. Sau đó các bạn sẽ nhấp chuột trái sau giữ phím Ctrl để chúng ta kẻ một cái đường thẳng. Đây các bạn có thể bỏ màu đi, bỏ màu tô rồi chúng ta sẽ giữ phím Shift kích chuột trái để chọn màu đen. Ở đây thì chúng ta sẽ lựa chọn con chuột Select. Các bạn chú ý ở đây các bạn sẽ tắt các cái nút này đi cho mình. Tắt, bỏ các cái nút. Trong cái thanh Slapping này, Amber Slapping ở đây chúng ta sẽ bật lên. Và các bạn sẽ lựa chọn các cái nút như mình đây để chúng ta tiện cho việc thiết kế. Ở đây thì chúng ta sẽ lựa chọn to tai, chọn pixel. Mình sẽ chọn là độ rộng của nó là 3. Mình sẽ vào mục wide này để chúng ta lựa chọn độ dài của nó, chiều dài là 50. Ở đây chúng ta sẽ lựa chọn Meter Zone Square Cap. Mình sẽ bấm Ctrl D. Độ dài ở đây chúng ta sẽ cho là 100. Tiếp theo chúng ta bấm Ctrl D tiếp. Đường thẳng này thì chúng ta sẽ cho độ dài của nó là 250. Rồi tiếp theo chúng ta bấm Ctrl D tiếp. Sau đó chúng ta sẽ nhân bản ra một cái đường tiếp theo. Độ dài của nó là 125. 125. Chúng ta bật vào cái thanh Slapping này. Bấm Ctrl D. Sau đó chúng ta sẽ cho nó xoay 90 độ. Khi nào nó xuất hiện chữ Cut Nut, To Cut Nut, cái mẫu này chúng ta sẽ để lại để sử dụng. Tiếp theo chúng ta sẽ bấm Ctrl D tiếp. Tương tự. Các bạn để ý là nó sẽ vuông. Các bạn đưa nó vào là nó xuất hiện cái chữ cut nut, to cut nut. Rồi sau đó chúng ta sẽ nhóm nó lại. Chúng ta sẽ vào Object, chọn Group. Sau đó chúng ta bấm Ctrl D. Chúng ta sẽ có một cái hình như thế này. Chúng ta sẽ lật nó lại. Và chúng ta sẽ đưa cái này vào để cho hai cái hình này nó thẳng. Tương tự ở đây thì mình sẽ bấm Ctrl D và chúng ta lật xoay 90 độ. Tiếp theo chúng ta cũng đưa nó vào. Bấm Ctrl D tiếp. Cái này thì mình cũng bấm Ctrl D. Tương tự. Chúng ta sẽ đưa cái này vào giữa. Đây.
ta để ý này, nó vào giữa nhé, xuất hiện cái dòng chữ middle point này. Sau đó chúng ta sẽ nhóm này lại, vào object chọn group. Và chúng ta di chuyển hai cái thanh này ra đây để chúng ta sử dụng. À, tiếp theo mình sẽ kèm một cái đường thẳng. Cái đường thẳng này thì chúng ta sẽ cho nó độ dài 300 pixel. À, đây thì chúng ta sẽ bấm cột chuẩn D nhân bản ở đây. Sau đó chúng ta xoay 90 độ. Chúng ta sẽ đưa nó vào giữa nhé. Cái lớp middle point, object middle point. Sau đó chúng ta đưa cái đường thẳng này vào. Tương tự ở đây thì chúng ta sẽ đưa nó vào giữa object middle point to nurse. Tương tự cái này mình sẽ nhân bản cái này ra, bấm Ctrl D, giữ phím Ctrl chúng ta di chuyển thẳng xuống. Cái này mình sẽ bấm Ctrl D tiếp và đưa xuống đây. Cái đường thẳng này nó nằm vào giữa cái đường thẳng phía trên này. Chúng ta xóa đi. Tương tự cái này mình xóa đi. Rồi, sau đó chúng ta sẽ lựa chọn. Các bạn sẽ vào Mask, chúng ta chọn Combinate. Sau đó chúng ta thu nhỏ lại, giữ phím Ctrl và Shift. Sau đó chúng ta di chuyển. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ một cái hình tròn. Các bạn sẽ lựa chọn nút vẽ hình Ellipse đây. Các bạn giữ phím Ctrl và ở đây chúng ta sẽ chọn màu nền màu đỏ và nét vẽ cũng màu đỏ. Rồi sau đó các bạn sẽ vào Path, chọn Object to Path. Tiếp theo các bạn sẽ vào Path, chọn Path Effect. Chúng ta sẽ lựa chọn dấu cộng này để chúng ta thêm hiệu ứng đường dẫn. Ở đây thì các bạn sẽ tìm đến cho mình cái hiệu ứng Pattern ở Low Path. Các bạn có thể gõ vào đây cũng được. Ta sẽ gõ vào Path. Chúng ta sẽ lựa chọn. Sau đó chúng ta sẽ lựa chọn nút công cụ Select. Chúng ta sẽ lựa chọn cái mẫu của chúng ta. Sau đó chúng ta kích chuột phải, chọn Copy. Sau đó chúng ta sẽ lựa chọn cái hình tròn. Ở đây thì chúng ta sẽ vào cái mục Pattern Copy này. Chúng ta sẽ lựa chọn Repeat Stretcher. Sau đó chúng ta lựa chọn cái nút đó là Line to Path in Clipboard. Nó sẽ ra như này. Chúng ta sẽ bỏ cái nền, cái màu nền đi nhé. Bằng cách chúng ta đưa con chọn vào cái chữ X này. Kích chuột trái. Nó sẽ ra cái hoa tiết như này chúng ta. Đây là cái hoa văn. Trang trí. Chúng ta có thể thu to, phóng to, thu nhỏ. Giữ phím Ctrl. Shift kéo chuột trái. Các bạn để ý ở đây thì khi chúng ta thay đổi cái mẫu của chúng ta thì nó cũng thay đổi theo nhé. Chúng ta sẽ chọn cái hoa văn của chúng ta, sau đó chúng ta sẽ vào Path, chọn Object to Path. Các bạn sẽ vào cái thẻ Finance Store. Độ rộng của nét vẽ chúng ta ha. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu đến mẫu tiếp theo, đó là mẫu số 2 này. Khá đơn giản, tương tự như thế thôi. Ở đây thì mình sẽ có một cái đường thẳng là 100 đúng không ạ? Cái này là 50. Bây giờ mình sẽ tạo thêm một cái đường thẳng nữa, bấm Ctrl D. Cái này là 150. Đường thẳng có độ dài 150, cái này là có độ dài 100 và cái này là 50 pixel. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhân bản nó ra, bấm Ctrl D. On the sill, doing acrobatics, moving from the mat.
believe what I saw. A lady in a turban looking at her future telling devices, and she said, man, you shouldn't be here. The time isn't right for you. You should have known before coming around. Man, you shouldn't be here. The time isn't right for you. You should have known before coming around. That was on my way to an alpha state. I could see the levels rising, climbing up the ladder to the spheres. You wouldn't believe what I saw. A devil in a magic robe telling me a supernatural prediction. And he said, man, you shouldn't be here. The time is. À, bây giờ chúng ta xóa cái này đi thì mình như nào? À, chúng ta xóa đi thì nó sẽ bị như này. Thì bây giờ chúng ta muốn xóa cái này đi và sử dụng cái này. Thì chúng ta sẽ chuyển cái hình vuông này, họa tiết này của chúng ta thành đường dẫn. Và chúng ta vào back, chọn object của back. À, thì bây giờ chúng ta có thể xóa cái này đi bình thường. Không có liên quan gì, ảnh hưởng gì đến cái họa tiết này của chúng ta. À, chúng ta có thể thay đổi. Đậu lên vẽ thứ 2. Tiếp theo là cái hoa văn này. À, mình sẽ làm nhanh mà các bạn để ý. Chanted for a chance. Before I counted 4, 3, 2, 1, and I went into a dance and fell right there. You wouldn't believe what I saw. A midget man in a wheelchair sell a rose to a band that didn't understand when he said, man, you shouldn't be here. The time isn't right for you. You should have known before coming around. Man, you shouldn't be here. The time isn't right for you. You should have known before coming. Before coming around. I don't wanna see your face around here. The time isn't right for you. I don't wanna see your face around here. The time isn't right for you. I don't wanna see your face around. Vậy là trên đây mình đã vừa mới hướng dẫn xong cho các bạn cách thiết kế các hoa văn để trang trí trong dịp lễ Tết. Các bạn đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh, like, share video để nhận được các video mới nhất từ channel của mình. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.